một số lóc nhà xây dở dang luôn. Mình đặt cho cái mấy cái shop bán ngoài lề đường, gọi là shop LD, đi qua cái khu này là khu nhà dân rồi. Trời ơi, đúng là nó náo loạn luôn. Nhà máy mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản, Shiseido. À, đây là Tiger các bạn, làm nồi cơm điện nè. Tập đoàn của Nhật ha. Musa, Siben, ty cổ phần thực phẩm nước giải khát. Dona, New Thao, ty Saitec. Lao động phổ thông, có container vô. Công ty Figuo của Đức, công ty này của Đức các bạn. Trách nhiệm hữu hạn Junchi, Rainbow Sơn ha, Bitex, công ty Ritex. Và trước mắt chúng ta đây là công ty Pepsi nha các bạn. Còn bên này là công ty giày dép ha, Jan, YKK ha các bạn, IKK đó. IKK là cái công ty này, nó chuyên làm về dây kéo phụ tia ha, dây kéo ba lô túi sách này nọ đó. Tưởng đi vô cái khu công nghiệp mà tưởng là đi vô nhà một cái đại gia. Rồi, hello, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì chiều nay chúng ta tiếp tục lại đi tham quan một cái khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Amata ha các bạn. Trước mặt chúng ta đang đứng đây là khu công nghiệp Amata, ngay là góc ngã tư, hướng bên đó chạy thẳng vào bệnh viện đa khoa của tỉnh Đồng Nai các bạn, và đi vô trung tâm thành phố Biên Hòa ha. Đây gọi là cầu vượt Amata các bạn. Hướng này là quốc lộ 1A, chúng ta đi về Lâm Đồng, Bình Thuận ha các bạn. Còn hướng bên này là chúng ta đi về lại cầu Đồng Nai, đi về Sài Gòn ha. Còn trước mặt chúng ta đây là cái công viên của cái khu công nghiệp Amata. Rồi, chúng ta đi vào tham quan cái khu công nghiệp được xem là lớn và hiện đại nhất ở khu Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha các bạn. Bên phải chúng ta là nguyên cái công viên của cái khu công nghiệp Amata ha. Còn bên này là cái nhà điều hành của khu công nghiệp, gọi là Amata Service Center nha các bạn. Trong đó có cái ngân hàng Vietcombank luôn ha. Đường vào trải bê tông. Với hàng cây rất là đẹp, giữa tim đường hàng cây rất là bự, tán rất là bự các bạn. Hai bên đường cây giả quỳ nè, họ chăm chút cây xanh ha. Thì cái khu công nghiệp Amata này nó có tổng diện tích sau khi nới rộng bây giờ nó lên đến 530 hecta rồi nha các bạn. Nó được thành lập từ năm 1994 lần trước cái khu công nghiệp Biên Hòa 2 ha, một năm ha. Đây là cái khu công nghiệp liên danh giữa tập đoàn của Việt Nam với Thái Lan ha. Tập đoàn Việt Nam đó là cái gì, Sona DG các bạn, và cái tập đoàn Amata của Thái Lan. Đường trải bê tông chứ không phải trải nhựa các bạn. Đường dẫn vào khu công nghiệp Amata ha. Đây, nhiều người lầm tưởng khu công nghiệp Amata là liên danh với lại Nhật Bản. Trong này công ty Nhật Bản rất là nhiều, mà chủ đầu tư đó là cái tập đoàn Amata của Thái Lan. Hệ
thống cỏ cắt tỉa thẳng băng à. Đi vào khu công nghiệp mà giống như đi vào cái công viên à. Hệ thống cây xanh chiếm đa số luôn. Sát bên bờ bao đó là nhà dân ha các bạn. Sát bên đó là nhà dân ha. Đây, khúc này cũng là nhà dân. Bờ tường được xây rất là chắc chắn, kiên cố ha. Chào vào cổng bảo vệ thứ hai này, dài cũng cả cây số. Bên kia trồng cái cây sứ ha. Nói chung là ở khu vực Đồng Nai này trồng rất nhiều cây sứ. Wow, ghé đây cho các bạn xem về một tuyển dụng nè. Thợ hàn 50 người, thợ gá lắp, thợ sơn 50 người, 30 người, mức lương là 7 triệu rưỡi đến 14 triệu. Hưởng lương hướng tháng 13. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thép tiền chế ha, Yamil Việt Nam. Ở trên là lao động phổ thông Zizan Zimin. Thu nhập bình quân là 8 đến 9 triệu, đặc biệt có đào tạo công nhân mới à, chưa có tay nghề luôn. Còn cái bảng này là lâu rồi nè, công ty trách nhiệm giày dép nè, danh nè. Cái bảng này là cố định luôn, còn những cái bảng này là mới tanh luôn. Khi nào công ty có tuyển dụng là... là dán lên ha các bạn. Đi lao động phổ thông, đi hành chánh hoặc là đi ca ha. Công ty Zizan Zimin. Đây tiếp tục nè, thông báo tuyển dụng đi làm ngay. Công ty chúng tôi cần tuyển những vị trí sau: công nhân may 50 người, lao động phổ thông 10 người, bộ cắt QC đóng gói, mức lương là 5 triệu 2, phụ cấp 850, ca đêm là 150. Mức lương bao gồm tăng ca ha, thời gian thử việc 6 ngày. 300 lao động phổ thông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Unipac Sanxi Việt Nam nè. Công nhân là 7 triệu 2 cho đến 12 triệu, nhân viên 13 đến 20 triệu. Công nhân thao tác, công nhân kiểm tra, công nhân đóng gói, nhân viên kỹ thuật. Công ty Sanjin Việt Nam. Còn trên là công ty thực phẩm thủy sản An Phát ha. Tổng lương là 5 triệu 8, chưa tính tăng ca. Tổng lương 6 triệu 2, lương cơ bản 4 triệu 7. Lao động là nam nữ từ 18 đến 55 luôn, biết đọc biết viết là lụm tiền rồi. Này là bảo vệ, tuyển vô làm bảo vệ chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm. Công nhân vận hành máy ha, quá trời quá đất. Phía bên đó là nhà dân ha các bạn. Máy rút ATM Việt Tinh Băng.
KMC. KMC. Văn phòng cho thuê. Giờ này là 4 giờ các bạn. Giờ chuẩn bị công nhân tan tầm ha. Quay giờ này mới hấp dẫn nè. Đường này có tên là đường Amata ha. Reagan Logistics. Công ty vận chuyển Reagan. Bên phía bên kia là công ty YKK ha các bạn. IKK đó, IKK là cái công ty này nó chuyên làm về dây kéo phụ tia ha, dây kéo ba lô, túi sách này nọ đó. Một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật. Ồ, bên phải này là công ty Beatrice nè. Ồ, mới đó. Mới tanh nè. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Biên Hòa ha. Mới tanh nè. Rộng lớn quá trời luôn. Mới lắm. Giờ tan tầm của công nhân tại khu công nghiệp Amata Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha các bạn. Chúng ta đang đi tham quan tại một cái khu công nghiệp được xem là hiện đại và rộng lớn nhất ở khu Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Bên kia là cái gì? Reliable Japan Technical Plastic. Kukan Vina. Công ty Kukan Vina. Rộng lớn bao la lắm, đổ xăng đầy rồi, tha hồ đi. Xăng đang lên giá nữa. Rồi, một số nhánh nhỏ đi vào các công ty nhỏ nhỏ trong ha. Những công ty tập đoàn lớn là nó nằm mặt tiền đường này đó. Đường này có tên là đường Amata luôn. Tìm đường dày cỏ mà khoảng 15 mét à. Giữa trồng cây xanh, cây bông giấy quá trời đẹp. Công nhận là khu công nghiệp với lại khu chế xuất, khu công nghiệp ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai này trồng cây sứ rất là dễ hay sao. Đất này thích hợp với cây sứ quá trời đẹp. Này là Azo Nobel Việt Nam. Azo Nobel. Một công ty này là công ty gì ta, làm gì sản phẩm gì đó. Phải công nhận là cây sứ quá trời đẹp. Mùi hương tỏ cả một khu vực. Thông báo tuyển dụng tiếp kìa. Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp nhựa Phú Lâm. Đường sạch bón lá ngon. Bên kia là công ty Khao. Chắc mỹ phẩm quá. Khao là công ty gì? Về tìm hiểu sao đi. Không quan trọng. Biết là được rồi. Bên này là Fila Việt Nam. Bên kia là Fukuyama. Công ty Fukuyama. Ôi, đây có cái bồn nước bự quá trời bự các bạn. Bồn nước là cái thủy đài luôn thì phải. Thủy đài quan sát cái khu công nghiệp Amata luôn ha.
một cái bùng binh lớn chà bá luôn. Wasabi wedding, hình như chuyên làm về đồ cưới hay phải. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyoin, Toyoin bên kia là công ty GSSV Steel, bên ngành thép ha, công ty bên ngành thép. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Waroki. Còn bên này là công ty giày dép ha, Jan. Tuyển dụng luôn nè, lao động phổ thông 18 tuổi, 7 triệu rưỡi cho đến 9 triệu rưỡi. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày dép Jan ưu đãi thưởng lương tháng 13 cấp bậc ABC, hỗ trợ chuyên cần, hỗ trợ nhà ở xe ở xa xăng cộ luôn, hỗ trợ tay nghề, tham gia bảo hiểm đầy đủ. Ở bên kia cái công ty Waroshoki gì. Trắng tinh sạch đẹp quá. Và trước mắt chúng ta đây là công ty Pepsi nha các bạn. Nhìn là biết luôn Pepsi Tin. Còn bên này là Muro Tech Việt Nam Corporation. Muro chuyên gia công sản xuất. Nó nhà máy Pepsi dài tới đây luôn các bạn. Nhà máy Pepsi khá là lớn ha. Đây có cái gì ăn lập. Retest. Công ty Retest. Trời ơi, cái công ty này bỏ tiền ra làm cái môi trường sống rất là xanh sạch đẹp. Trời ơi, quá trời đẹp. Retest. Hệ thống cây xanh không tiền, thuê nhân công làm liên tục ha. Nhìn là biết ông tổng giám đốc ông thế nào rồi đó. Bên phía xa xa kia là cái công ty gì Nót. Rainbow Band nè các bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Junchi. Rainbow sơn ha, một công ty sơn. Tiếp tục bên kia là cái công ty steel, là ngành thép, sắt thép. Đây là công ty gì đây? Sirai Việt Nam. Bên này là cái kho gì đây? UBL Việt Nam. UBL chắc logistics quá. Kho bãi chứa hàng gì bự quá trời bự. Có container vô. Công ty Figo của Đức. Công ty này của Đức các bạn. T
tuyển 1.000 công nhân nam nữ lao động phổ thông mà làm việc theo ca 8 tiếng cho cả 3 chi nhánh tại khu công nghiệp Amata. Yêu cầu nam nữ đủ tuổi lao động sức khỏe, không yêu cầu kinh nghiệm ha, sẽ được đào tạo, có thể làm ca, tăng ca. Lương thu nhập là phải từ 7 triệu trở lên, chế độ đầy đủ. Đất còn bao la các bạn. Đi qua một cái cầu, cầu đi qua một con rạch nhỏ xíu à. Đây, đang sang mặt bằng, chuẩn bị xây một cái nhà xưởng tiếp tục. Đây là công ty Saitech lao động phổ thông. Bạn mà để cũ kỹ có nghĩa là công ty này thay đổi nhân sự liên tục. Công ty cổ phần thực phẩm nước giải khát Dona New Town Natural, hàng loạt các công ty. Đây là tập đoàn của Nhật ha, Musa Siben, một công ty sơn. Musa Siben, công ty sơn của Nhật. Phải công nhận là cái cây sứ này nó quá trời đẹp. Tưởng tượng đi vô cái khu công nghiệp mà tưởng là đâu đi vô nhà một cái đại gia. Đúng là cái Mitsuba ha. Nhìn nó sạch sẽ, wow. Bên tay trái chúng ta đây là Shiseido, một thương hiệu nổi tiếng về mỹ phẩm. Đây chị em phụ nữ đều phải biết. Wow, giờ mình mới biết Shiseido nằm trong khu Amata. À, đây là Tiger các bạn, làm nồi cơm điện nè. Hai công ty nổi tiếng của Nhật Bản nằm ở khu cuối con đường luôn. À, đây là cuối con đường ha. Đó là khu trạm cấp nước. Lạc Theo, Đồng Nai. Nhà máy mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản, Shiseido. Mát quá. Đây, đang sang mặt bằng cho thuê quỹ đất. Thì tất cả các quỹ đất tại Việt Nam này là hầu hết là cho thuê dạng 50 năm các bạn. Những chỗ này năm 94, năm sau nữa 2024 là có nghĩa là 30 năm, mà còn 20 năm nữa. Những công ty nào mà lâu đời trong này là cũng
già cỗi lắm rồi, 29 năm. Năm sau nữa là sinh nhật 30 năm luôn. Sammy Tiêu. Cờ Việt Nam. Cái tập đoàn này là của gì, Ả Rập hay gì là lá cờ của nước Trung Đông. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát ha, PepsiCo. PepsiCo. Ôi, chiều tản bộ đi hấp dẫn quá, mát mẻ quá trời. Đường xá thì không có chảy nhựa mà chảy bê tông nha các bạn. Đi bánh cứng hơi bị dằn dằn. Thôi, chúng ta đi nhanh đi rồi quẹo qua một cái khu phố chợ chắc chắn, kế bên một cái trường đại học, một khu công nghiệp, một khu chế xuất là chắc chắn là phải có một cái chỗ họp chợ. Còn khoảng 5 giây bóp kèn, cái gì mà bóp kèn. Nơi nào mà có cái lượng xe đổ về cái hướng đó là chỗ đó là công nhân họ đi về nhà hả các bạn. Chắc chắn là có cái chợ hoặc cái khu nhà trọ. Bên này có cái công ty OkenSiko. OkenSiko Life Agreement. Chúng ta rời ra khỏi cái khu công nghiệp Mata ha các bạn. Đi qua cái khu này là khu nhà dân rồi. Trời ơi, đúng là nó náo loạn luôn. Quá trời quá đất. Đến giờ công dân đi ra rồi. Cuộc sống xa nhà, xa quê hương của hàng vạn con người tập trung gần cái khu chế xuất, khu công nghiệp, các trường học, trường đại học, ký túc xá, cảnh buôn bán náo nhiệt liền. Linh Nhi Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Nhi Phát ha. Vừa mới đi làm về là phải ra rước thằng con liền. Bún xèo, bún mắm, gà nướng, muối ớt. Wow, cảnh sôi động náo nhiệt lên hẳn luôn. Chiều 4 giờ tan ca. Chú chiên mè đen. Quán cà phê. Đường này lại ít thấy quán nhậu. Chủ yếu là quán ăn uống ha. Shop LD. Shop LD là shop lề đường.
mình đặt cho cái mấy cái shop bán ngoài lề đường, gọi là shop LD. Shop LD là shop lề đường. Các dãy nhà cất tạm bợ lên ha, để kinh doanh mua bán. Kế bên một cái xưởng, một cái nhà máy, bức tường. Này có cái chợ. Wow. Một số lóc nhà xây dở dang luôn, bỏ trống luôn. Trời nhiều lắm. Ở đằng sau còn một lóc, hai lóc nữa. Một con đường nhỏ len lỏi ha. Đây là cái địa chỉ, nó là gì đây? Tên đường nó là đường số 29 tổ 15 khu phố 6 phường Long Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Đúng là lạc lối luôn. Nó có tên là đường Hoàng Tâm Kỳ nữa là sao? Hoàng Tâm Kỳ chắc là tên cũ hay là tên mới? Đường Hoàng Tâm Kỳ. Chính xác, Hoàng Tâm Kỳ là tên mới sau này. Khi xưa là đường số 29 ha. Chúng ta ra mặt đường chính lại rồi. Chiều nay cũng đi, tranh thủ đi quay cho các bạn xem về cái khu công nghiệp được xem là lớn và hiện đại nhất khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha các bạn.